Thưa quý vị, liên quan đến vụ bé trai mất tích ở Nghệ An, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng ngày mùng 2 tháng 12, cho bé đã được tìm thấy trên đồi cách nhà khoảng 200 mét. Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé mất tích bí ẩn. Đáng chú ý, theo lời kể của người đầu tiên phát hiện bé trai, cháu bé được tìm thấy khi đang ngồi dưới một hố cạn, trong tình trạng hoảng sợ và không mặc quần. Ngày 2 tháng 12, rất đông người là người thân, hàng xóm có mặt rất đông tại nhà anh Đoàn Văn Lực, 32 tuổi, chú khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An để chúc mừng, thăm hỏi gia đình và cháu Đoàn Phúc An, sinh năm 2021, con anh Lực, trở về Bình An sau 3 ngày mất tích bí ẩn. Ông Đậu Đức Trung, cậu ruột của anh Lực cho biết, sau khi tìm thấy cháu bé đưa về nhà, gia đình đã ủ ấm, cho uống sữa rồi trình báo với cơ quan chức năng. Ông Trung cho biết, hiện cháu An đang được chăm sóc và theo dõi tại trạm y tế Phường Quỳnh Xuân. Bố mẹ bé An cùng những người phát hiện ra cháu bé cũng đang chăm sóc cháu bé ở trạm y tế. Bé trở về trong tình trạng tỉnh táo, không mặc quần, có thể có xây sức nhẹ. Chị Nguyễn Thị Thủy, 43 tuổi, bà họ của bé An, một trong những người phát hiện ra cháu An đầu tiên kể lại. Dù đã ba ngày nỗ lực tìm kiếm khắp nơi, không có tin tức, nhưng gia đình vẫn không thôi hy vọng. Sáng ngày mùng 2 tháng 12, chị Thủy cùng hai người cô ruột của Bé An lại đi dọc ngọn đồi gần nhà để tìm kiếm lại thì vui mừng khi phát hiện ra cháu bé. Chị Thủy kể lại, khi đó khoảng hơn 8 giờ sáng, tôi cùng hai chị gái của Lực, bố của cháu An, đi quanh ngọn đồi gần nhà để tìm lại lần nữa. Đang đi thì tôi nghe tiếng khóc nhỏ của trẻ con. Tôi nói hai người cô đi chậm lại để tìm khu vực phát ra tiếng khóc. Vừa tiến lại gần, chúng tôi vừa gọi: "Gấu ơi, gấu ơi!" tên gọi ở nhà của bé An thì tiếng trẻ con khóc to hơn và gọi mẹ Huyền, mẹ Huyền. Chúng tôi chạy lại thì phát hiện bé dưới một cái hố sâu khoảng hơn 2 mét, không có nước. Tôi vui mừng nhảy xuống bồng cháu nhưng không thể lên được. Hai người ở trên phải nắm lấy tay kéo bà cháu tôi lên. Cũng theo chị Thủy, hiện trường phát hiện cháu bé cách nhà khoảng 200 mét, cách đường 100 mét, cây cối rậm. Khu vực này trước đó gia đình, cơ quan chức năng đã tìm đi tìm lại nhưng không có tin tức. Thời điểm tìm thấy cháu An không mặc quần, lúc mất tích cháu vẫn mặc quần, áo khô, tay chân có vết sức nhẹ. Chị Thủy kể tiếp, cháu ngồi ngay dưới hố, người không lấm bẩn nhiều, khá tỉnh táo nhưng hơi hoảng loạn, khóc. Chúng tôi điện về thông báo cho gia đình rồi đưa cháu về nhà, ủ ấm, cho uống sữa và trình báo với cơ quan chức năng. Về tình hình sức khỏe cháu bé, một bác sĩ trạm y tế phường Quỳnh Xuân cho biết, sáng ngày 2 tháng 12, gia đình đưa cháu đến khám, cháu có biểu hiện bị lạnh do chỉ mặc một áo. Chúng tôi đã lấy quạt sưởi để sưởi ấm cho cháu. Chân cháu có nhiều vết xây sát, có thể do cháu đi bộ bị cây cối cào xước. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định, cháu đã ăn và uống được. Tuy nhiên, khi ngủ, có đôi lúc giật mình, có thể vẫn bị sơ xịt. Hiến công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân cho bé sinh năm 2021 mất tích bí ẩn 3 ngày qua và bất ngờ được tìm thấy ở trên núi gần nhà. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những video tiếp theo. Tìm kiếm cho bé mất tích bí ẩn ở Hà Tĩnh Được biết trước đó khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3 tháng 10, cháu Hưng đi theo ông nội xuống thăm người thân bị ốm ở thôn Đại Đồng, xã Cương Gián, tỉnh Hà Tĩnh. Chưa một lúc, gia đình tá hỏa không thấy cháu đâu, nên thông tin cho nhiều người tổ chức tìm kiếm, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với công an huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm. Tuy nhiên, sau gần một ngày tổ chức tìm, vẫn chưa thấy tung tích cháu bé. Chị Trần Thị Hà, sinh năm 1997, trú tại thôn Trung Sơn, cô ruột của cháu Hưng cho biết, bố mẹ cháu Hưng đi nước ngoài làm ăn, hiện cháu sống cùng ông bà nội. Cháu bị tự kỷ nên thường hay chạy lung tung, tuy nhiên chưa bao giờ đi xa. Chị Hà khẩn thiết mong muốn tìm lại cháu. Chị cho biết, gia đình chúng tôi rất lo lắng và hoang mang, gần một ngày vẫn chưa thấy tung tích cháu. Cầu mong ai thấy hoặc đang cư mang cháu xin thông báo cho gia đình. Ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm tung tích cháu Đậu Tuấn Hưng, sinh năm 2019, trú tại thôn Trung Sơn, xã Cương Gián. Theo như thông tin từ phía gia đình, khi đi cháu mặc áo màu xanh nước biển, quần đùi màu đen, cháu cao khoảng 90cm, nặng 17kg. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người thân cũng đăng tải hình ảnh cháu bé lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, sau bao nỗ lực tìm kiếm cháu bé, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 5 tháng 10, lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy cháu Đậu Tuấn Hưng trong trạng thái đã tử vong. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cương Gián thông tin, cháu Hưng được phát hiện tử vong tại cống Đá Bạc thuộc thôn Đại Đồng, xã Cương Gián, nghi bị đuối nước. Khu vực cháu gặp nạn cách nhà người thân không xa. Địa phương đã bàn giao nạn nhân cho gia đình mai táng. Sự việc trên xảy ra là điều không ai mong muốn, chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình nạn nhân. Một lần nữa, hồi chuông cảnh báo về nạn đuối nước ở trẻ em lại vang lên. Mỗi gia đình, vị phụ huynh cần trang bị cho con em những kỹ năng bơi lội cần thiết và nghiêm cấm trẻ em chơi đùa ở các khu vực sông suối, ao hồ. Đặc biệt hơn, đối với những trẻ có khiếm khuyết về mặt nhận thức, gia đình cần trông coi để mắt đến các em nhiều hơn để không tiếp diễn những vụ việc đáng tiếc như trên. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em hàng năm số trẻ tử vong do đuối nước lên đến hàng nghìn trẻ vô cùng thương tâm. Với rất nhiều sông suối, hệ thống kênh rạch chẳng chịt là môi trường không an toàn đối với sự an toàn của trẻ. Ngay cả những dụng cụ chứa nước trong gia đình cũng là một trong số những tác nhân gây nguy hiểm cho trẻ. Để giảm thiểu tình trạng đuối nước, mỗi gia đình cũng như toàn cộng đồng cần có những biện pháp cũng như dạy con trẻ những kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước. Mỗi khi bắt đầu vào hè, trên cả nước lại xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em khiến các gia đình và cả cộng đồng đều lo lắng thương tâm. Theo đó, học sinh được nghỉ học, cộng với thời tiết nắng nóng nên biển, ao hồ, sông suối trở thành địa điểm lý tưởng để các em vui chơi, đặc biệt là hoạt động bơi lội. Cũng từ đây, nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, và thực tế cũng cho thấy tình trạng đuối nước xảy ra nhiều ở các vùng nông thôn, nơi có nhiều ao hồ, sông suối, vắng người qua lại. Cuối tháng 2 năm 2023, tại thôn Nam Định, xã Đắc Gần, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắc Nông, xảy ra vụ đuối nước khiến 4 trẻ từ 4 đến 6 tuổi tử vong khi rủ nhau tắm tại hồ chứa nước dùng để tưới cà phê gần nhà. Chiều 24 tháng 9, có ba cháu nhỏ là anh chị em ruột và họ hàng, đều trú ở thôn Tây Phước, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, được bà đưa tới khu vực hồ chứa nước Phước Hòa thuộc thôn Tây Phước để chơi. Trong lúc vui đùa cùng diều, không may cả ba em bị trượt chân ngã xuống hồ chứa nước Phước Hòa. Khi phát hiện các cháu bị đuối nước, người bà đã chi hô người dân cứu vớt, nhưng khi được đưa lên bờ thì cả ba em đều đã tử vong và còn rất nhiều những vụ trẻ em đuối nước thương tâm khác xảy ra. Theo ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng cục trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong ngày hội gia đình phòng chống đuối nước trẻ em hồi tháng 7 vừa qua, ông cho biết những năm gần đây, số trẻ tử vong do đuối nước có xu hướng giảm, mỗi năm cứu sống gần 100 trẻ. Tuy nhiên, số tử vong vẫn cao và vẫn là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em. Bên cạnh đó, đuối nước có thể gặp ở bất cứ đối tượng nào, kể cả những người bơi thành thạo cũng có thể bị đuối nước nếu không được cấp cứu kịp thời xử lý đúng cách có thể để lại các tổn thương thậm chí là dẫn đến tử vong trẻ em có thể bị đuối nước ở bất cứ đâu tại nhà tại trường học khi theo bố mẹ đi nghỉ mát trên đường đi học về nhưng phổ biến nhất là trẻ rủ nhau tắm khi một cháu bị đuối nước các cháu còn lại tìm cách cứu nhau hoặc bám giữ nhau dẫn đến có những vụ nhiều cháu tử vong một lúc ông nam cho hay nguy cơ bị đuối nước cao nhất khi chơi đùa tại các sông hồ, ao hoặc bãi biển, kể cả các vùng nước ở công trình đang thi công hoặc bể chứa nước. Bởi vậy chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa những giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ như dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Muốn tránh được, giảm được tình trạng đuối nước, theo các chuyên gia, trước hết phải dạy trẻ biết bơi. Cùng với việc học bơi, cần dạy kỹ năng an toàn cho trẻ, đó là dạy cho các em kiến thức an toàn khi tham gia môi trường nước và nhận biết môi trường nước nguy hiểm để không xuống chơi xuống bơi hoặc giúp các em có kỹ năng nhận biết vùng nước sâu nguy hiểm để phòng tránh khi trẻ có kỹ năng sống và kỹ năng ứng phó để tự cứu mình trong những tình huống nguy cấp thì nỗi lo của cha mẹ cũng vơi bớt đi phần nào hơn thế nữa cần trang bị cho các em những kỹ năng giúp người bị tai nạn đuối nước cứu người đuối nước bằng cách gián tiếp thông báo mọi người xung quanh được biết ném các vật nổi cho nạn nhân sử dụng các dụng cụ cứu hộ như phao cứu sinh gậy dây để hỗ trợ để phòng chống đuối nước với trẻ em Chuyên gia khuyến nghị, các địa phương cần ra soát các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ để chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão và mùa nước nổi. Bà Nguyễn Thu Hiền, giám đốc trung tâm, giảng viên bơi lội bể bơi nước muối định công. Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng, sự lơ là chủ quan của người lớn trong việc chăm sóc quản lý con em, môi trường sống mất an toàn từ trong gia đình tới ngoài cộng đồng. Điều quan trọng là nhiều trẻ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nhận biết sự nguy hiểm, kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Nhiều địa phương còn thiếu điểm vui chơi giải trí cho trẻ, nên tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước vẫn thường xuyên xảy ra. Theo bà Hiền, cha mẹ nên cho trẻ đến các trung tâm dạy bơi chuyên nghiệp để trẻ được dạy các kiến thức về nhận biết môi trường nước nguy hiểm, cách xử lý tình huống khi bị chuột rút, xử lý khi bơi vào vùng nước xoáy. Ngoài ra cần làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu nguy hiểm để nhắc nhở và cảnh báo trẻ em. Các trường phổ thông cần đưa nội dung về phòng chống đuối nước, thương tích ở trẻ em và nhắc nhở thường xuyên trong các buổi sinh hoạt ở lớp, sinh hoạt chào cờ. Về phía chuyên gia y tế, theo khuyến cáo của bác sĩ Trung, khi gặp nạn nhân bị đuối nước phải nhanh chóng đưa người bệnh lên bờ, cần bình tĩnh đánh giá tình trạng của người bệnh. Nếu nạn nhân có dấu hiệu bất tỉnh, ngừng thở, cần áp dụng ngay các biện pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn, kiên trì đến khi người bệnh có nhịp tim trở lại thì nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Trên đường đi vẫn phải cấp cứu cho người bệnh để đảm bảo hô hấp và tuần hoàn. Trong trường hợp người bệnh khi được đưa lên bờ vẫn tỉnh táo, tự thở được, cần lau khô, ủ ấm, đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị. Hiện nay việc dạy bơi cho trẻ chỉ dừng lại ở mức độ tự phát, tình trạng thiếu bể bơi, thiếu kỹ thuật bơi căn bản cũng là yếu tố ảnh hưởng tới việc dạy trẻ kỹ năng bơi lội. Để hạn chế tai nạn đuối nước cho trẻ em thì cần trách nhiệm và sự chung tay của toàn xã hội. Hy vọng rằng nạn đuối nước ở trẻ em sẽ giảm thiểu. Đặc biệt với các trẻ tự kỷ, kỹ năng nhận thức hạn chế, phụ huynh cần tìm hiểu những phương pháp bảo vệ an toàn khi tới những nơi sông hồ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.